Các bạn thân mến, hiện tôi đang đứng trước ngã ba nơi giao giữa quốc lộ 57 và đường Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay mình cùng các bạn đi vòng quanh nội ô thị trấn Bình Đại để xem cảnh người dân sinh sống và buôn bán ra sao sau những ngày bãi bỏ giãn cách. Bây giờ chúng ta xuất phát từ nhà thờ Tin Lành để đi lên chợ Bình Đại. Từ đây lên chợ chỉ 100m thôi. Quang cảnh chợ hôm nay khá tấp nập. Hiện giờ là buổi trưa nên lượng người đi chợ có giảm. Các bạn thấy ở hai bên đường trước cửa chợ, đa số mọi người đều mở cửa buôn bán. Còn đây là mặt tiền của chợ Bình Đại. Tuy là bãi bỏ giãn cách nhưng chỉ có người dân hai xã thị trấn và Bình Thới được đi chợ tự do. Còn các xã khác xung quanh như Bình Thắng, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, vân vân chỉ được phép đi trong nội ô xã của mình. Phía trước mặt các bạn là ngã tư. Nếu chúng ta đi về phía tay phải là ra lộ mới Bình Thắng. Đường này là ra lộ mới nè các bạn. Nếu đi thẳng là về Bến Đình. Chúng ta đi vào đường Lê Hoàng Chiếu các bạn nhé. Đường này vào chùa Đông Phước các bạn ạ. Ở đây có một ngã ba giao nhau giữa đường Lê Hoàng Chiếu và đường 30 tháng 4. Chúng ta tiếp tục rẽ trái theo đường 30 tháng 4 là về chợ Bình Đại. Ở đoạn này có rất nhiều trụ sở cơ quan nhà nước và các ngân hàng lớn đều tập trung về đây. Bây giờ chúng ta đã đến mặt sau của chợ Bình Đại. Nếu đi thẳng là chúng ta xuống ấp Bình Chiến. Ngày xưa người ta còn gọi là xóm Hàng Còng đó các bạn. Tiếp tục rẽ trái để ra quốc lộ. Xe đang chạy là quốc lộ 57 đó các bạn ơi. Và ngôi nhà đối diện là tiệm đồ điện Hùng Phong. Hướng ống kính là đường về các xã ven biển của huyện như là Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận. Hành trình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video.